mà mẹ cũng cho. Friend, finish your okay? Nah, chen lete. Brother, nah, ngar mai cha bra pe. Okay, friend. No bro, no. À xuống dưới. Oh, oh, anh ấy xếp luôn. Okay, sir. Hup, hup, hup. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tổ chức những cái kiểu làm tự động và người ta sẽ khiêng khách du lịch lên núi với giá là 500 rupee cho cả lên và xuống, thì nó cũng khoảng tương ứng với khoảng 150.000 Việt Nam đồng. Đối với người dân Ấn Độ thì 150.000 thì đó là một cái thu nhập khá là cao cho cả một ngày. Vì đâu đó gần Bùi Hồ đã chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết được rằng 20 rupee thì có thể nuôi sống cho cả gia đình gồm 5 người. No 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 đây cái này rất là tội luôn cô bác quý chị. Bây giờ thì em không mua tặng cho mỗi bé một ít bánh, vì mình tụi mình cũng không có cho tiền. Anh phụ cho em nồng dưới luôn hả? Promise là brother. Có đứa bé này nó chỉ chỉ tôi, nó nói là nó đó bộ giờ anh cho điện động dưới cho lên. Ờ, anh ta dưới cho lên đi. Để kiểm soát lại chứ không? Đó. Anh để ý nha, mẹ cũng cá. Friend. Ở xuống dưới lấy bánh thêm nữa. Bây giờ thì thấy mình cho cái xung quanh mọi người. Đợi quá trời đợi luôn. Chờ cha được khiến nào bị đây nè. Mọi người đều khá là trật tự. Còn bánh nữa kìa, còn bánh ở dưới nữa kìa. Còn thiếu không? Hết rồi, hết rồi. Lấy thêm bịch hay bịch vậy đi. Chưa mới tới, chưa tới. À, lấy nắng bịch đi. Tôi đây. Cho là phải quản lý cho tôi về. Chưa, bạn này chưa có. Cho mà sợ không dám lấy. No, one. Họ đây cũng rất là, những người này cũng rất là ma mảnh ha. Lấy con bịch là 100 thì anh này anh nói mình lấy 2 bịch
video. Follow. Oh, finish. Come. All finished, come. Sir, me help, sir. Help money, no, sir. Chacha, John will take it. Chacha, you don't know Rajiv. John will take it. Monkey. Okay. Monkey, keep. Monkey. Okay, video, photo. Monkey, one give hand. No, okay. Monkey, hand give. Okay. Hand give, sir, no problem. Hand give. Okay. Monkey. Oh, man. Oh, man. Okay, sir. No problem. Coi chừng nó giật cái máy con nè. Giật máy thua. Đi thôi, ra khỉ là đâu? Nha, khỉ là dành chung luôn với người luôn. Ô, qua nhảy xiếc luôn. Ok, sir, hút. Con khỉ nó mẹ nó vừa ăn nó vừa giữ con nữa kìa. À, nó cũng khá là đói luôn. Và có vẻ như là nó đang dành một cái miếng ăn được, nó rất là mừng và nó sợ con nó, không biết là nó có đút con nó hay không. Khỉ ở đây cũng khá là khôn, chỉ dành miếng ăn chứ không có giật đồ của người. Ờ, nó giật với nhau à. Người kia giật nó nói mày hết rồi. Nhưng mà nó vẫn giữ con đó nha, nó nắm cái đuôi con nó lại kìa, nó sợ con nó té sao đó, nó. No. Nhưng mà được cái là nó không có giật đồ. Nè, nó giật của chị này nè. Giật của chị hả? Chỉ cầm giật bánh thôi à. Dạ. Có mình đi xuống. Một số người thì khuyến cáo mình là không nên cho tiền các em bé này, chỉ nên cho một số thức ăn thôi. Vì khi mà cho một vài em thôi thì cả xóm nó sẽ súng lại khoảng hơn 100 người vậy cô bác quý anh chị. Nên việc cho thức ăn là một cái điều cần thiết. Dạ. Oh. Arey, hát, sala. Tin tu tăng kar. Chốt đây, tu mày cho cái cơ đồ này đi cả. Tu không bảo đây này không. This is very danger. Kao money. Bây giờ. Del kao vagla. Thì không. Okay. Thế đi lên. Yeah, very good. Master. All group very good. Này đúng tội nè. Cái này thấy tội quá. Tụi mình có một cái thông điệp đó là cho những cái người tật nguyền hoặc là những người già như thế này. Tuy nhiên thì cho những đứa bé thì một tí xíu nữa thôi thì các hàng trăm đứa bé khác nó sẽ kéo theo. Và như thế thì sẽ không bao giờ được thoát khỏi cái những cái khu vực như thế này. Thậm chí cho những đứa bé này mà không cho những cái đứa bé kia thì tụi bọn chúng nó sẽ giành giật với nhau, đánh với nhau. Thì như thế thì sẽ cho thì sẽ không được phước nữa mà còn gây thêm một cái nghiệp nữa. Nên mong cô bác quý anh chị xem video clip này sẽ hiểu thêm các anh em mình ha. Rất là nhiều người họ bị tật nguyền và họ mất lao động luôn. Đối với những người này thì đây là những cái chiếc kiệu tự chế của người dân Ấn Độ để họ phục vụ cho khách du lịch. Mỗi lượt đi lên và đi xuống là 500 rupee, tương ứng với khoảng 350.000 Việt Nam đồng, tương ứng với khoảng 150.000 đồng. Thì mỗi một chuyến đi vậy là 75.000 đồng. Đối với người dân Ấn Độ thì 75.000 đồng là một cái số tiền khá là lớn cho một ngày. Và hai người phải kiệu du khách lên, một người ở trước và một người ở phía sau cô bác quý anh chị. Thì chia bình quân mỗi một người như cả lên rồi và xuống cho đoạn đường
đi lên đến cái đỉnh núi Khổ Hạnh thì khoảng hơn 100, khoảng 300 mét đó cô bác quý anh chị, chỗ 75.000 đồng mỗi một người dinh như vậy. Đây nè, và nơi Bùi Hồ đang đứng đó là một cái thành Trà Tỳ, cái tháp Trà Tỳ là nơi của hòa táng của Đức Phật Thích Ca. Cô bác quý anh chị thì gặp các đứa bé nó đang niệm chữ Nam Mô A Di Đà Phật khi biết các đoàn hành hương từ Việt Nam sang. Đây là một cái hình ảnh khá là đáng thương của những người dân Ấn Độ. Cho mọi người được 20 rupee thôi, có nghĩa là 6.000 tiền Việt thôi, nhưng rất là vui. Sáng nay thì ít lắm, nhưng mà thấy biết một cái đoàn du lịch đó nên lại càng ngày càng đông luôn. Ở Ấn Độ thì cái số lượng mà người nghèo vô gia cư thì rất là nhiều. Rồi cho rồi anh này anh xin nữa, anh cắt vô rồi anh ngồi anh xin nữa, nên không thể nào mà cho hơn. Với dân số hơn 1.3 tỷ dân đó. Cái con ấy là sẽ ngáo nhào lên liền. A Di Đà Phật. 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 Đó là ổn độ. Những cái thanh niên như thế này không có lao động ra tiền luôn, phải ngồi đó chờ xin. Có phải mua chỗ với mày không? Vừa chen vô này cầm ghép quýnh nè. Quánh hả? Phải mua chỗ luôn hả? Mua chỗ á, nãy đâu đang đi vô được đâu, chen vô cầm ghép quýnh rồi. À. Rồi đâu phải muốn vô vô. Đâu phải muốn xin là xin. Tao nhóc á, mày ngồi lại đi chen vô. Mẹ bà đó với thằng đó quýnh á. Chỉ là em bé nữa. Em bé kìa. Ai với là Phương? Ai với là Phương? Nhớ mấy anh này là không được chen vô nè. Rồi xong ha. Rồi dạ. Chuẩn bị bài ha. Rồi để vô chuẩn bị bài này. Để quay đứng ngoài hàng áo vàng.
phụ nữ và trẻ em thì có những cái thanh niên rất là khỏe mạnh. Nữ hoàng áo vàng đang chia sẻ tình yêu thương cho tất cả các em các bé vô gia cư. Và ở đây thì rất đông, rất đông. Ngoài già trẻ bé lớn mà có những thanh niên nữa rất khỏe, và còn một cái thanh niên trước đi khác còn cầm một cây như thế nào, giám thị đó. Khá có giám thị nữa. Đó, giám thị để xem. Có lặng lặng cây này. Ngồi xuống luôn, kêu giám thị ngồi xuống luôn. Còn giám thị nữa, còn giám thị nữa em ơi. Em còn giám thị nữa cầm cây. Ok, yes. Như vậy là phát cũng đã xong rồi cô bác quý anh chị. Nói chung là không có một cái anh này quản lý thì chắc có lẽ là mình ở đây sẽ nháo nhào lên, và thậm chí là phải cầm một cái cây như thế này nè. Ở Ấn Độ việc cái phát tiền á, phát người này không phát cho người kia cũng có thể sẽ gặp rắc rối luôn. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục cái hành trình này tại Ấn Độ ha. Rồi xong rồi. Và ở Ấn Độ thì tất cả cô chú anh chị sẽ không khỏi bỡ ngỡ khi gặp cái con bò nó nằm ở ngoài đường chém chệ đằng sau kia. Trước khi mà gặp các đứa bé này thì em Phong cũng đã gửi ít tiền cho các bé để mà ăn bánh rồi. Mỗi khi cho thì từ nhỏ với lại các cô chú, những người vô gia cư ở đây á, người ta sẽ xúm lại để người ta xin tiền, đặc biệt là các du khách như thế này. Và đây là một cái hình ảnh ngay tại một cái thành phố cổ Varanasi ở Ấn Độ. Đó là hình ảnh một cái con bò. Con bò này nó nằm giữa đường, nhưng mà mỗi khi mà chiếc xe túc túc hay chiếc xe nào nó chạy ngang á, thì cái con bò này nó đứng im và người ta không được bóp còi nó luôn. Nếu như mà mình đụng hay xua đuổi con bò này thì sẽ gặp một cái... Con bò ở bên đạo Hindu á, được cho là một vị thần. Đúng rồi. Con bò đời đại diện là người mẹ. Vì vậy thì đối với người Ấn á, là con bò là hình tượng người mẹ. Cho nên là bò là được thờ như vậy á. Đúng rồi, nhìn nó hiện ghê á. Sờ đầu nó được không? Và con bò là một cái con vật khá là linh thiêng theo đạo Hindu của Ấn Độ, các bác anh chị. Người ta có thể là sử dụng nước tiểu bò để rửa mặt nè, phân bò để người ta sử dụng làm nguyên liệu là chất đốt. Đó, nhìn rất là dễ thương ha. Ở đây mà nếu như mà ăn bò thì mình sẽ gặp cắt trở ngay liền. Nó rất là thân thiện luôn. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục để chia sẻ về những đường phố ở Ấn Độ cho cô bác quý anh chị xem nha. Ở bên kia đang bán. Nó đi kìa. Chắc cô bác quý anh chị sẽ nhớ lại cái hình ảnh mà đại dịch Covid tàn phá đất nước Ấn Độ như thế nào rồi. Người ta sử dụng phân bò và nước tiểu bò trộn lẫn với nhau để người ta có thể là lên trây lên mặt lên mình nè, để người ta tin tưởng rằng nó sẽ có thể là trị được bệnh. Con bò ở đây thì nó không được đem vô lò giết mổ, và số phận của nó khi mà được ở đây thì nó chỉ có chết một cách tự nhiên thôi. Đây ngôi đền là rất là nhiều voi ha. Và đây là đền của người Hindu. Bên trong thì họ thờ rất là nhiều bức khỉ nữa kìa. Khỉ mặt người đúng không? Đây bên trong này. Cái ngôi đền của người Hindu luôn luôn khi họ làm lễ họ sẽ đánh chuông, rồi họ sẽ bỏ những cái vôi màu trắng và chét lên những cái viên đá và chét lên trán của những người đến làm lễ. Đó, cho nên thấy sẽ đá nó sẽ có rất là nhiều màu đỏ ở trong đó. Ở đây có một cái cây bồ đề cạnh cái ngôi đền luôn cô bác quý anh chị. Nhìn có vẻ khá là linh thiêng. Và ở trong này thì mình thấy là có những cái chuông nè như Phong nói đó, và có cả những cái tảng đá có được trét vôi màu đỏ và màu trắng. Khi mà anh em đến đây thì hình như là những người dân ở tại nơi này họ đã làm một cái lễ xong rồi. Đây rất là nhiều chú voi ở nơi này. Những người mà theo đạo Hindu á, mỗi ngày họ sẽ được trét một cái nước
màu đỏ lên trên trán như vậy, họ sẽ tin rằng khi mà cái đó là một cái giống như cái vôi hay là một cái nước hoa, đúng không? Mỗi ngày đều chắc lên trên đầu hết. Để mong một cái sự may mắn, bình an cho một ngày mới. Đây là một người phụ nữ của đạo Hindu nè. We are Nepali. Nepali. Hindu. Hindu. Yeah, I'm from Guide. Guide is. Ở thành phố này luôn. And Man Palace Buddha Papa. Vietnam. Mặc dù các đứa bé này là người Nepal như theo đạo Hindu, nhưng mà khi gặp anh em của tụi mình đó là cứ hỏi là Việt Nam mà, Nam Mô A Di Đà Phật. Three Muslim, 1, 2, 3 Muslim. Muslim, yes. Yeah, this one Hindu. Hindu, Muslim là đạo Hồi đúng không? Muslim? Yeah, Muslim, this one, Muslim, this one. Hinduism. Yeah. Okay. 2, 4, 6 Thôi, để lì xì cho mấy đứa nhỏ ít tiền anh Hồ. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, so. Các đứa bé rất là dễ thương luôn kìa. Ôi! Ruby. Yes. Mình có tiền Nepal nữa nhưng mà thôi lì xì mấy đứa nhỏ tiền ruby đi. Nepal 20 rupee. Xin chia sẻ với mọi người như thế này. Ở bên Ấn Độ tụi mình lì xì cho mỗi người một tờ như vậy là mọi người có thể ăn uống được một ngày. Tờ này là 20 rupee đổi ra tiền Việt Nam mình hơn 5.000 đồng. Vì sao chỉ có 5.000 đồng mà người Ấn Độ có thể sống được? Họ chỉ bỏ 10 đồng mua một ít bột để làm bánh Thanali. Và 10 đồng nữa thì họ sẽ mua bột cà ri về và hái rau củ quả ở trong nhà. Đủ một ngày ăn. Đó, bây giờ mình lì xì cho mấy đứa nhỏ. Coi như là cũng đủ một ngày ăn cho người Nepal. Đây là các bạn Hinduism nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ thương ghê. Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù là có vài đứa bé thì theo đạo Hindu, có một vài đứa bé thì theo đạo Hồi. Tuy nhiên khi biết nói tiếng Việt hết à, Nam Mô A Di Đà Phật hết à. Ở bên Nepal á, mấy bạn nhỏ là nói tiếng Anh rất là chuẩn nha. Bye bye. Namaste. Xin chào. 1, 2, 3 Namaste. 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 Xin chào. Xin chào.